Cô Kim Ngữ ơi, con phải kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt của con cực khổ lắm. Cả nhà thấy không, vừa tập tuồng về, mọi người về là mọi người được nghỉ ngơi. Nhưng mà Út Tinh là Út Tinh phải ngồi và bắt đầu live tiếp tục để kiếm tiền. Dạ anh, em biết cố nổi không đó anh ơi, quá mệt quá đuối rồi. Giọng thì nó khàn, nó tắt, tại vì mọi người biết làm vừa phải diễn cái vai diễn của mình mà Tinh còn vừa phải phụ với mọi anh Quốc để mà điều động chương trình rồi lo cho mọi người nữa. Hello bé Loan, ủa sao bữa nay con không vô vậy? Dạ em nhận được M7 rồi thôi, mới hai lần mà đã bật lên tông thấy rõ, cảm ơn Nguyễn. Dạ chị Xuân Nguyễn, sao chị, em biết em hai mặt hay quá vậy, chị ở dưới gầm giường nhà em hả? Dạ chị nói gì đã rồi vậy chị. Dạ chị có dịch ra được cho em định nghĩa giùm em hai mặt là sao không, mà dù cho em có hai mặt em cũng đâu có động chạm gì đến chị đâu. Dạ em có hai mặt hay ba mặt hay bốn mặt hay năm mặt cũng đó là cũng là chuyện của em. Dạ mình lo chuyện mình đi chị, mình lo chuyện nhà mình đi, mình lo chuyện gia đình mình đi. Dạ gia đình mình có đủ mặt chưa? Dạ mỗi người có bao nhiêu mặt chưa, chị đoán được chưa, chị biết được chưa mà chị đi lo cho người ta hai ba mặt. Dạ mình trước khi mình nói người ta cái gì mình phải quái lại một cái, mình nhìn lại mình như thế nào rồi, chuyện nhà mình ổn định như tất cả mọi thứ suôn sẻ chưa chị, vui vẻ chưa chị, hòa nhã chưa chị, rồi thậm chí là công việc của mình có ổn định chưa chị. Dạ rồi mỗi một tháng rồi mình lương hướng mình kiếm tiền rồi ổn định chưa chị, rồi tự nhiên ở đâu rồi mình tự nhiên mình đi vô đây rồi mình nói người ta hai mặt mà người ta cũng có hai mặt với mình chưa, rồi mình có gặp người ta chưa, mình quen người ta chưa, mình biết người ta chưa. Dạ trời ơi tự nhiên rồi cái vô đây rồi chào em hai mặt, dọn em tám mặt lận chị, tại chị không biết chứ em tám mặt lận á. Dạ chị Thảo Tuấn là lấy tăng chiều cao, dạ chị Hương Diệu là lấy 2M2 trị nám luôn, dạ cho em thích gặp mấy người như vậy lắm. Bình phẩm người ta hãy xem lại bản thân mình. Dạ đúng rồi chị Liêu Si Liêu, có nhiều người rất là ngộ, bình phẩm người ta mà cứ không có nhìn lại cái đống rác của mình ở trên đầu. Dạ càng ngày nó cứ càng chảy nước xuống mặt mình hoài, mà mình cứ tối ngày mình cứ đi bình phẩm người ta hoài. Nhưng mà mấy cái này đối với em nó thường tình lắm. Dạ nó không có gọi là gì quan trọng, nhưng mà em lại thích nói chuyện với những người này lắm. Dạ vì cái điều quan trọng là mình phải hỏi thăm người ta, hỏi thăm coi nhà người ta ngày mai là ổn định chưa, rồi con cái đi học rồi có tiền đóng tiền học mọi thứ chưa, chuyện nhà mình mọi thứ, cuộc sống mưu sinh kinh tế, ta nói trong cuộc sống khó khăn bây giờ kiếm tiền cực khổ, không lo kiếm tiền cứ lo đi kiếm chuyện, mà kiếm chuyện đâu phải là chuyện của mình mà chuyện của người ta nữa, trời ơi rảnh chi cho cực vậy trời. Dạ lo cuộc sống của mình đi, lo kiếm tiền này, lo cho gia đình mình, vợ chồng con cái mọi thứ của mình nó ổn định hết đi. Dạ rồi mình còn rảnh thời gian thì mình đi lo những cái chuyện bên ngoài xã hội là những cái chuyện gì, dạ làm từ thiện nè, giúp đỡ cho những người hoàn cảnh neo đơn khó khăn, còn mình có sức lực nữa thì mình đi làm dân quân, mình ra tiền tuyến, dạ mình hỗ trợ cho những, thậm chí là mình đi làm những cái điều công quả đi, cái đó còn có công đức hơn cho mình đi lo những cái chuyện bao đồng chi, đâu có dính líu liên quan, mình có đẻ ra được đồng bạc nào cho con mình ăn học không. Dạ chị nỗi buồn cho một hết một hộp là mờ hay là bớt nám rồi, dạ em cảm ơn chị luôn. Em gái ơi hai sống tám mu mặt mà còn chưa vừa với cái xã hội này. Em chào chị hai bấm rút. Dạ tự nhiên đâu vô chào em hai mặt mà em nói ủa hai mặt là sao. Dạ đó bà dì hai em bả 80 mặt đó, đi vô đây rồi nói chuyện với bả, mà em hiền quá mà dì hai, em hiền dịu quá, em chân chất hiền lương quá cho nên người ta mới ăn hiếp em. Dạ dì hai vô đây đi, rồi dì hai binh vực, dì hai bảo vệ em nha, dì hai dùng 80 cái mặt của dì hai chiếu tướng giùm em nha. Dạ cúng tổ em có bán vé chị Ly Kim nhưng mà cháy sạch hết vé rồi chị. Dạ mình đã hết vé từ khoảng gần 3 tuần lễ nay rồi. Dạ không bây giờ phải để cho mẹ nói, để cho mẹ ra tiếng con. Dạ mẹ phải khẩu nghiệp chút xíu. Hai mặt tí xịu kệ đi cưng à, chơi dì hai là 80 mặt là nó bự trần dần như vậy nè đúng không, em có hai mặt là nó có chút ép vậy nè đúng không. Dạ lên một ca cho em bự cái mặt ra chút cơ mọi người. Dạ trời đất ơi một ca luôn rồi, ok rồi chia sẻ like lên giùm em nữa đi cả nhà ha. Dạ cho em mưu sinh, dạ bây giờ em là phải mưu sinh phải kiếm tiền chứ không có thể nào mà em rảnh gan mà em ngồi em đi bình phẩm cái này cái kia. Dạ em phải lo cái mưu sinh trước. Dạ dạ ít năm mình thoa đều cái mặt mình thôi, ăn bánh trung thu gì lựa kìa. Ủa là sao, dạ bán bánh trung thu hả, dạ bán bánh trung thu hay sao hả, rồi he rồi nè he.
khỉa nữa nè he. Cho em yên tâm buôn bán đi he. Hiểu rồi, không cần phải nói nhiều. Không cần phải nói nhiều, cô dì hai mắm rút. Dạ hiểu rồi. Dạ, trời ơi, quá chán cho dì hai rồi, quá chán dì hai rồi. Rồi ok mọi người ơi, dạ bây giờ em lên cho mọi người cái này trước nha. Cầm một cả hai. Vui vẻ dì hai, rất là vui vẻ. Dạ, nhưng mà rất tiếc là em không có ăn bánh trung thu. Dạ, người ta biếu không là ăn không đủ rồi. Dạ. Dạ đúng rồi, bây giờ bắt đầu em mưu sinh nha cả nhà, mọi người thương. Dạ mọi người ủng hộ giùm em để em còn đi nuôi đẻ nữa. Dạ nhỏ em tuần nữa nó bể bầu rồi cả nhà. Dạ bây giờ là bắt đầu là phải mưu sinh. Hello bé Lương Vĩ, khỏe không cưng? Rồi ok nha mọi người nha, chúng ta phải mưu sinh kiếm tiền. Cuộc sống bây giờ khó khăn lắm cả nhà ơi. Chúng ta phải nên kiếm tiền chứ đừng nên kiếm chuyện nha cả nhà nha. Dạ hai cũng dị người ta cho chứ không có mua. Dạ mua gì tầm này nữa hai ơi, cho ăn đủ nữa, chia sẻ like lên giùm em cả nhà ơi, lên giùm em, lên giùm em. Rồi bill da, rồi bây giờ ok thôi em lên cái bill da trước cho mọi người luôn nha. Dạ bill da này là bill da để mà lột luôn những cái da chết. Dạ dì hai có duyên lắm, dì hai rất là dễ thương, nhưng dễ thương với những người dễ thương thôi. Còn nếu mà gặp những người nào mà trời đất, mà gặp dì hai thì đất trời đau luôn. Diễn vào mấy trăm da thì phải mấy trăm mặt chứ. Dạ chị Thảo à, dạ phải Thảo, Thảo muốn hút mấy trăm mặt là hút mấy trăm mặt. Dạ rồi ok, đây mọi người em về thêm một đợt cho mọi người nữa. Ai chụp trước thì có trước. Đây là một cái bill, bill những cái da chết, những cái da hư hại. Và thậm chí là tại sao mà cái da út tinh nó căng bóng như thế này. Khi mà mấy chị dùng cái bill da này là mấy chị biết, mấy chị bôi vô trong cái da của mình xong nha, mấy chị lột ra một cái là nó căng cơ cái da mặt và nó bóng. Và cái mặt của em hiện tại bây giờ không có một cái chi chi trên mặt luôn, mà các chị thấy nó cứ bóng và nó đẹp như thế này. Và khi mình bôi da rồi mình xài mỹ phẩm vô da mình rất rất là đẹp luôn, và nó trẻ quá cái da mặt của mình. Dạ cả nhà ơi, khi mà dùng cái này á, một tuần mình chỉ dùng 1 đến 2 lần thôi nha, mà bắt buộc các chế phải bôi. Tại vì những cái vi khuẩn nè, những cái độc tố nó bám chặt trên cái da mình, nó tạo ra những cái da chết, những cái vi khuẩn độc tố, và từ từ nó sẽ ăn vào, nó hư cái làn da của mình và nó lão quá cái làn da của mình. Cho nên là mọi người tranh thủ chốt giùm em, comment liền cho em M7 cộng số điện thoại. Cái này bao nhiêu không? Dạ 650. M7 cộng số điện thoại 650 nha. Ok, cái like này dạ em không kịp quà tặng cho mọi người, em giảm cho mọi người 600. Comment giùm em M7 cộng số điện thoại bill da. Dạ hôm nay ai chưa chụp kịp bill thì comment giùm em. Bill da xong lột một phát da rất là đẹp luôn mấy chị. Da rất là đẹp luôn. Dạ cho em xin cây cài đi. Dạ để em bill cho mọi người coi nè. Em bill cho mọi người coi nha. Dạ cái này là nó là dạng bill nha mọi người, mà bill không sưng, bill không sưng nha. Dạ bây giờ để em thoa lên xong ha. Rồi rồi cái là trong vòng mà tầm khoảng 20 phút em để luôn nha, để lát hồi em bill trực tiếp cho mọi người coi luôn. Dạ mọi người comment, bữa nay em không kịp, tại vì bữa nay em tập tuồng á, em không kịp lấy quà tặng về cho mọi người, thôi em giảm tiền cho mọi người luôn nha. Em giảm cho mọi người 600 cái bill da này, comment giùm em M7 cộng số điện thoại. Mọi người bill một phát mọi người dãy đành đạch. Và khi mà mọi người bill xong, mọi người xài kem xài đồ lên cái da mặt mình nó đẹp. Phải nói nó đẹp một cách tàn nhẫn. Dạ rồi để đây đi. Rồi để đây giùm em. Rồi ok, ra nắng phải xài chống nắng. Vì bây giờ các chị xài mỹ phẩm mà ra nắng không xài chống nắng thì thôi dục cái mặt đi. Dạ xài một cái hộp kem 100 triệu mà ra nắng không xài chống nắng cũng dục cái mặt đi. Rồi em chốt bill da cho mọi người nha. Comment liền cho em giảm 600 nha. Dạ rồi chị cỏ dại lấy M7 dạ.